lớp học mà cô đang triển khai, đúng không? Đấy. Và cái lớp học này thì nó sẽ bắt đầu từ cái nhu cầu của các bạn, chủ yếu là các bạn sinh viên đấy, đấy ở cái năm thứ ba hoặc là năm thứ tư. Trong cái quá trình mà cô giảng dạy thì có một số bạn cũng nói với cô rằng là bây giờ bọn em sắp ra trường rồi, bây giờ bọn em đi làm kế toán thì không biết là công việc đó nó sẽ bắt đầu từ đâu đấy, và bọn em cũng cảm thấy nó rất là khó khăn khi mà đi tham gia vào các cái kỳ thi tuyển dụng đấy. Và xuất phát từ cái nhu cầu như vậy cho nên là cô đã xây dựng cái chương trình của cái lớp học này, thì nó đáp ứng hai mục tiêu đấy, là thứ nhất là giúp cho các bạn ấy có thể làm được kế toán tại các cái doanh nghiệp. Ở đây vấn đề là ra là tại tại các doanh nghiệp, chứ cô không không chỉ mục tiêu là anh chỉ làm kế toán cho một cái loại hình doanh nghiệp nào đó, ví dụ như là doanh nghiệp thương mại hoặc là doanh nghiệp sản xuất, đúng không? Đấy, mà ở đây thì cô kỳ vọng là mình có thể làm được kế toán cho nhiều doanh nghiệp. Là tại sao cô lại kỳ vọng như vậy? Bởi vì là lúc này mình hình dung của cô là đối với nghề kế toán kiểm toán thì mình càng có kinh nghiệm, mình có càng càng nhiều kinh nghiệm, đúng không? Ngoài cái chuyện mà anh có bằng cấp, có cái kỹ năng làm việc rồi, thì anh càng có nhiều kinh nghiệm thì anh càng có nhiều cơ hội nghề nghiệp, đúng không? Và lúc này thì mình ví dụ cô là tôi làm kế toán doanh nghiệp thì nó sẽ có các loại hình doanh nghiệp khác nhau, mỗi một loại hình doanh nghiệp thì nó sẽ có đặc điểm nó không giống nhau, và cái chuyện mà tôi làm kế toán thì nó cũng không không giống nhau hoàn toàn, đúng không? Đấy, thế cho nên là lúc này thì với cái mục tiêu là cái mình muốn phát triển được cái nghề nghiệp thì mình đầu tiên là mình phải tích lũy được kinh nghiệm đấy, và với cái thực tế mà cô nhìn thấy thì mình hình dung cô là khi mà mình mới ra trường đấy, mình mới ra trường thì thường là cái mức lương của mình nó không không thể là quá cao, đúng không? Đấy, ở cái mức là giống giống nhau thôi. Thế thì và để đổi lại rằng là cái mức lương nó không quá cao như vậy thì mình sẽ phải tích lũy được nhiều kinh nghiệm, đúng không? Đấy, đổi lại rằng là anh không không có được cái mức lương đó thì bây giờ mình cái mục tiêu là mình phải tích lũy được kinh nghiệm, đúng không? Và muốn tích lũy được kinh nghiệm thì mình phải trượt qua các loại hình doanh nghiệp, chứ không phải là tôi chỉ làm cho một loại hình doanh nghiệp, đúng không? Đấy, thế cho nên là lúc này thì cái chương trình thực hành của mình ấy thì cô mong muốn là mình sẽ phải làm được ở nhiều loại hình doanh nghiệp cơ, chứ không phải là làm ở một doanh nghiệp. Đấy, và đặc biệt là cô cũng rất là mong muốn là mình sẽ thi đỗ để làm cho các cái đơn vị mà liên quan đến cái chuyện là cung cấp các cái dịch vụ ấy, dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán, đúng không? Dịch vụ tư vấn về thuế, thì cái ở các cái loại hình doanh nghiệp đấy thì em có cơ hội là được tiếp cận với nhiều loại hình doanh nghiệp. Đấy. Thứ nhất là mình phải làm được kế toán ở nhiều doanh nghiệp. Thứ hai nữa là mình phải đỗ trong cái kỳ thi tuyển dụng, đúng không? Đấy. Kể cả mình có hiện nay nếu mình có thi kể cả vào doanh nghiệp nhà nước, thi vào công chức viên chức, đúng không? Đấy. Hoặc thi vào bất kể một cái doanh nghiệp nào thì tôi cũng phải